Không làm chủ được tay lái khi đang chạy xe máy với tốc độ cao, người đàn ông đã để xe lao vào nhà dân. Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 22 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 2014 khi ông Nguyễn Văn Cu, 36 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình, chạy xe máy trên quốc lộ 1A theo hướng An Sương – Suối Tiền. Đến đoạn đường phía dưới cầu vượt Tân Thới Hiệp, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 thì ông lạc tay lái lao xe lên lề đường, tông đổ tường nhà một người dân cách mặt đường hơn 10 mét. Chiếc xe máy bị biến dạng, còn ông Cu văng ngược lại chết tại chỗ. Tổ xử lý tai nạn quận 12 đã đến hiện trường xử lý vụ việc. Đến gần 24 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong, nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.